Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với ngày hôm nay. Thì ở trong những cái video trước khi mà mình update cho mọi người tình hình của thị trường thì mọi người cũng đều biết là trong thời điểm hiện tại thì giá altcoin đã có cái sự tăng trưởng rất là mạnh, cũng như là liên tục là một số những altcoin đã tạo ra một cái all time high mới. Và ở cái thời điểm này thì cái câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất đó là các bạn hỏi mình là liệu cái thời điểm hiện tại chúng ta đã ở trong mùa altcoin hay chưa, hay chúng ta còn tiếp tục một cái mùa altcoin sẽ tiếp ra trong những cái diễn biến trong những cái tháng tiếp theo. Thì để có thể trả lời được câu hỏi này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số những cái thông tin theo một cái chỉ báo rất là đặc biệt, và thậm chí là những cái người mà mới tham gia cũng có thể tham khảo được cái chỉ báo này. Và nhờ đó thì mọi người cũng có thể có được cái ý tưởng là xác định xem là thời điểm hiện tại chúng ta đang có những cái diễn biến như thế nào. Vậy thì cái chỉ báo đó là gì, cũng như là cái cách sử dụng chúng ra sao, thì các bạn hãy theo dõi đến hết cái video để có thể có được những thông tin này. Như thường lệ thì trước khi đến với nội dung chính của video, đến với các bạn nào mà các bạn đang giao dịch altcoin hoặc các bạn đang giao dịch future margin mà các bạn cảm thấy là cần cái sự hỗ trợ từ mình, thì các bạn có thể là tham khảo cái nhóm Telegram của kênh. Thì mình có một nhóm Telegram chuyên sâu về tín hiệu nhưng mà về phân tích kỹ thuật, thì các bạn nào mà cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể để lại thông tin của các bạn ở cái phần form đăng ký ở bên dưới cái phần mô tả của video, và sau đó sẽ có admin là add các bạn ở trong cái nhóm này. Quay trở lại với cả cái nội dung chính của video ngày hôm nay, thì cái chỉ báo mà mình muốn chia sẻ với các bạn có tên là cái chỉ báo Altcoin Seasons Index. Thì đây là một cái chỉ báo mà mình nhận thấy là rất là trực quan và thể hiện rõ cho chúng ta biết, cho chúng ta có cái ý tưởng rằng là liệu cái mùa altcoin đã đến hay chưa. Thì cái chỉ báo này bằng cái cách là tính toán cái hiệu suất của 50 altcoin hàng đầu trong vòng 90 ngày gần nhất, và trong đó đã loại trừ những cái stablecoin, thì họ sẽ đưa ra cho chúng ta những cái chỉ số để dự báo là cái mùa altcoin này nó coi là có đang diễn ra hay không. Thì ở đây thì có hai cái ngưỡng quan trọng mà các bạn sẽ cần phải chú ý, đó là ngưỡng 25 tương đương với ngưỡng Bitcoin Seasons và ngưỡng 75 tương đương với ngưỡng Altcoin Seasons. Thì điều này có nghĩa là thế nào? Tức là khi mà cái chỉ số này cắt lên ngưỡng 75 thì chúng ta mới thực sự là bước vào cái mùa altcoin. Còn thời điểm hiện tại như chúng ta có thể thấy là cái ngưỡng ở chúng ta đang ở mức là 59, tức là nó cũng đang gần tiệm cận đến cả cái khu vực này thôi. Thì ví dụ như là cái lần gần nhất mà chúng ta chứng kiến cái Altcoin Seasons đó là vào cuối tháng 3 năm nay, thì khi đó thì toàn thị trường đã có cái sự bùng nổ. Bitcoin lần đầu tiên chạm mức gần 65.000, và thời điểm đó thì rất là nhiều những altcoin cũng đã lần lượt bứt phá và đạt all time high mới. Thì đó là cái thời điểm mà chúng ta có thể coi như là chúng ta đang ở trong cái altcoin season. Thì hiện tại mọi người có thể thấy là Bitcoin vẫn chưa thực sự là có một cái dấu hiệu là tăng trưởng mạnh. Cùng với đó thì những cái altcoin ví dụ như Sol, BNB hay là Dot hiện tại cũng chưa có cái dấu hiệu dừng lại cái đà tăng của mình. Ngay kể cả những cái altcoin ví dụ là mid cap hay là low cap thì hiện tại cũng đã tăng tương đối là mạnh rồi. Vậy nên là khá là nhiều người vẫn có cái cơ sở kỳ vọng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục tiếp diễn tiếp cái mùa altcoin hiện tại đang diễn ra. Và có một cái điểm đáng chú ý khác ấy, nếu mà chúng ta quan sát cái danh sách top 50 những altcoin có giá tăng nhiều nhất trong vòng 90 ngày qua, thì mọi người có thể thấy dẫn đầu không phải là những altcoin top như là ETH, ADA hay là BNB, mà đó chính là Luna, Phantom, Matic, Mana hay gần đây là Solana. Và đây hầu hết là những cái token nổi bật trong những cái của những cái dự án DeFi top đầu thị trường hiện tại. Như vậy thì có thể thấy là mặc dù có rất là nhiều những cái yếu tố dẫn tới cái sự tăng giá của những altcoin, ví dụ như chain NFT và đặc biệt là chain Metaverse mới xảy ra gần đây, nhưng mà cái yếu tố góp phần lớn nhất cho cái mùa altcoin seasons năm nay chúng ta có thể kể đến đó là cái sự bùng nổ của trào lưu DeFi. Theo CoinGraph thì kể từ tháng 10 thì các nền tảng DeFi multi-chain đã chứng kiến một cái dòng vốn kỷ lục. Và điều này cũng khá là dễ hiểu khi mà thời gian gần đây phí gas trên mạng Ethereum liên tục tăng cao. Và chính vì vậy thì nên là những cái nhà đầu tư có cái xu hướng là chuyển dịch sang một cái mạng khác có phí rẻ hơn như là Avalanche hay là BSC chẳng hạn. Chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào cái chỉ báo khác có tên là Altcoin Month Index. Thì cũng tương tự như là Altcoin Season, nhưng mà cái chỉ báo này thì chỉ đo cái sự thể hiện của 50 đồng coin trong vòng 30 ngày gần nhất mà thôi. Và hiện tại thì mọi người có thể thấy rằng là chỉ báo này nó đang ở cái mức hiện tại là mức khá là thấp, và hiện tại thì cũng chưa phải là tháng Altcoin nếu như theo cái chỉ báo này. Tuy nhiên thì hiện tại mới chỉ là đầu tháng 11 và những altcoin vẫn có thể là tiếp tục tăng nữa, thế nên là chúng ta cũng chưa thể nào mà đưa ra được một cái kết luận chính xác. Và cuối cùng là mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái chỉ báo có tên là Altcoin Year Index. Thì cái chỉ báo này sẽ cho chúng ta biết được cái sự thể hiện của top 50 altcoin so với Bitcoin trong vòng 1 năm. Và như mọi người thấy thì chỉ số này đã vừa cắt qua 75 vào cuối tháng 10, thể hiện rằng là chúng ta đang ở trong một cái năm mà altcoin tăng trưởng rất là mạnh.
Và điều này cũng khá là dễ hiểu, bởi vì từ đầu năm cho tới nay là rất là nhiều nhan coin đã có cái sự bùng nổ mạnh với cái lực tăng rất là mạnh mẽ và có cái hiệu suất tăng trưởng lớn hơn Bitcoin rất là nhiều. Tóm lại thì kết hợp ba cái kết quả từ ba cái chỉ báo mà mình vừa mới giới thiệu cho các bạn, thì trên kết quả tầm khoảng 90 ngày, tức là trong khoảng 1-2 tháng gần nhất, thì hiện tại là chúng ta vẫn có cái cơ hội là tiếp tục chứng kiến những cái altcoin nó sẽ tiếp tục tăng trưởng. Và cái điều này nó cũng tương đối là khá là giống với cả những cái gì mà mình đã dự đoán, mình cũng chia sẻ cho anh em từ cách đây tầm 1-2 tháng. Thế là chúng ta sẽ có thể là có thêm được một cái nhịp tăng nữa của một số những altcoin. Tuy nhiên các bạn lưu ý là xét cả năm nay thì chúng ta đã là một cái năm tăng trưởng rất là mạnh của altcoin rồi. Và khoảng thời gian cuối năm nay hoặc đầu sang năm sau sẽ là khoảng thời gian tương đối là nhạy cảm. Thế nên là kể cả chúng ta có thể là tiếp tục một cái mùa altcoin diễn ra trong khoảng một tháng tới hoặc thậm chí là 2 tháng tới, nhưng mà xét chu kỳ cả năm thì gần như là chúng ta đang ở trong cuối của một cái chu kỳ tăng trưởng. Thế nên là cái việc mà chúng ta chốt lãi, chúng ta cash out dần cái số vốn của chúng ta là cái điều hết sức là cần thiết trong cái thời gian tới. Và trong thời gian tới, nếu như mà chúng ta chứng kiến những cái đợt tăng trưởng mạnh mẽ thì các bạn mới, các bạn không nên nhảy vào đu nữa, bởi vì đó mình cho rằng đó là cái thời điểm cash out của rất là nhiều những cái quỹ lớn ở trên thế giới. Và những cái người, những cái trader có kinh nghiệm trong thời gian tới họ cũng sẽ khả năng cao là họ cũng đã sẽ chốt lời rất là nhiều, và thời điểm hiện tại cũng đã bắt đầu chốt lời dần rồi. Thế nên là chúng ta cố gắng là chúng ta tận dụng nốt cái con sóng tăng trưởng này, nhưng mà nó không phải là cái điểm bắt đầu cho một cái sóng tăng mạnh mẽ nữa, bởi vì chúng ta đã có cả một cái năm tăng trưởng rồi. Thì sang năm sau chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ cần cái sự điều chỉnh trước khi mà chúng ta tiếp tục sẽ có một cái sự tăng trưởng tiếp theo, đúng không ạ? Thì đó là những cái thông tin trên những cái chỉ số mà mình muốn chia sẻ và update cho mọi người. Ở trong cái phần cuối của video thì mình sẽ cập nhật cho anh em một chút những cái thông tin ở trên chart của BTC. Thì ở trên chart weekly đầu tiên, nếu mà chúng ta xét ở trên khung tuần thì các bạn có thể thấy là cái thanh nến đầu tiên của tháng 11 đã được hoàn thiện, và nó cho thấy rằng là chúng ta đang có một cái vùng hỗ trợ mới tại khu vực 60.000. Và cái lực tăng này của Bitcoin đã làm cho cái nến tuần đóng qua mức 62.000, hiện tại đang ở mức là 63.300. Đây là cái mức giá đóng nến tuần cao nhất ở trên khung tuần trong lịch sử của Bitcoin. Trước đây chúng ta có cái dâu lên 67.000, nhưng mà chúng ta không thể đóng được nến ở trên cái vùng này. Hiện tại thì chúng ta đang rất là gần với cả cái khu vực Fibo 1 ở mức là 65.000. Và cái phản ứng của cái cây nến tuần này với cái khu vực 65.000 mình nghĩ rằng sẽ rất là quan trọng và cho chúng ta biết được cái xu hướng trong ngắn hạn, trong tháng 11 này của BTC. Vì đây không chỉ là một cái khu vực kháng cự thông thường, mà đây là cái đỉnh all time high cũ của Bitcoin. Cái thanh nến tháng 10 mặc dù là xác nhận thành công mức all time high 67, tuy nhiên thì cái thanh nến này sau đó đã rút dâu rất là mạnh và đóng cửa mức 61.000. Tín hiệu này cho thấy rằng là cái áp lực bán ở cái khu vực all time high mới này vẫn còn đang rất là lớn. Và chính vì vậy thế nên là nếu cái tuần này có thể đóng cửa ở bên trên mức kháng cự cứng 65.000 thì đây sẽ là cái tín hiệu phá vỡ cái mức kháng cự quan trọng của Bitcoin. Và mình cho rằng là chúng ta sẽ có thêm được những cái mức giá cao hơn của Bitcoin, có thể là 70 hoặc là 80.000. Đó, thì mình đang khá là kỳ vọng cái cây nến của tuần này hiện tại sẽ phá qua được mức 65.000. Thì cái diễn biến của BTC nó cũng khá là tương đồng với cả cái diễn biến của những cái altcoin. Mọi người có thể thấy là chúng ta hoàn toàn có thể là BTC có thể là sẽ có thể có những cái nhịp tăng trưởng tiếp theo, và sau đó thì sau khi BTC tăng xong sideways thì nó sẽ là nhường chỗ cho những cái altcoin. Thì mình đang tương đối là kỳ vọng cái nến tuần này chúng ta sẽ đóng nến qua 65.000, thì cái khả năng chúng ta lên được 70.000 và 80.000 là rất là cao đó. Và mình sẽ theo dõi follow thật là kỹ cho mọi người. Thì nhìn cái nến chọc tuần như thế này thì mình cho rằng là khá là đẹp để mà chúng ta có thể đón được những cái mức giá cao hơn trong cái thời gian tới. Và mình cho rằng là cái có thể là trong tuần này chúng ta sẽ chưa bứt phá được qua ngay cái vùng này, và chúng ta vẫn có thể là bị sideways ở dưới cái khu vực 65.000, thì nó cũng là một cái điều hết sức là bình thường. Và kể cả cái việc sideways thời điểm hiện tại nó cũng tạo khá là nhiều cơ hội cho những cái altcoin nó có thể tăng trưởng, như các bạn thấy trong cái thời gian vừa rồi. Tại sao altcoin tăng mạnh? Vì Bitcoin rất là ổn định trong khoảng 3-4 tuần gần đây, thế nên là tạo điều kiện cho altcoin pump một cách liên tục. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái chỉ số MACD thì chúng ta cũng có thể thấy rõ rằng là ở trên chặp tuần MACD nó đang ủng hộ cho cái xuống tăng, khi mà cái hai cái đường đồ thị nó vẫn đang thể hiện cái xu hướng dốc lên, và cái giá trị dương nó vẫn đang được duy trì ở trên cái đồ thị histogram, và cái chỉ báo RSI này cũng đang có cái xu hướng dốc lên và nó đang rất sát với cả cái vùng quá mua. Nếu mà chúng ta phá qua được cái vùng quá mua là cái vùng 75 này thì chúng ta sẽ, mình nghĩ rằng là sẽ pump lên khu vực 70 hoặc 80.000 một cách rất là nhanh chóng. Thế là trong
cái thời gian tới trong tuần này sẽ là một cái giai đoạn khá là quyết định cho cái xu hướng của Bitcoin, có thể là trong tháng 11 và có thể là trong tháng 12 sắp tới. Thế nên là các bạn hãy cố gắng là follow kỹ và các bạn không bỏ lỡ những cái thông tin, thì mình sẽ update cho mọi người bằng những cái video và ở trên cái kênh Telegram nữa, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mở ở trên khung ngày thì nó đang có một cái mô hình tương đối là hay và nó đang ủng hộ cho cái xu hướng là Bitcoin tăng lên vùng 70k. Tại sao mình lại cho rằng cái điều này? Thì các bạn có thể thấy là cái ở trên chart ngày ấy, thì Bitcoin nó đang hoàn thiện một cái mô hình tam giác cân, đúng không ạ? Và cái thanh nến ngày hôm nay là cái tín hiệu mà phá vỡ qua cái mô hình này. Và nếu mà chúng ta nhìn lại cái mô hình tam giác BTC vừa mới bị phá vỡ ấy, thì có thể thấy là hai cái cạnh của mô hình này nó đều là những cái đường trendline kháng cự và hỗ trợ khá là chắc chắn, và giá nó đã rất là nhiều lần rút râu khi mà phản ứng với cả hai cái đường này. Chúng ta sẽ chờ xem là cái thanh nến này nó đóng cửa như thế nào để biết được tình hình của thị trường. Nếu mà Bitcoin phá qua được mô hình tam giác cân một cách thành công ấy, thì theo lý thuyết thì cái chiều cao của cái mô hình tam giác nó sẽ bằng với cả cái đợt tăng sắp tới của BTC, tức là nó sẽ tương đương với mức target tầm khoảng 70.000. Và đây cũng là cái điều mà bản thân mình rất là đang chờ đợi, và ở trên chart tuần và trên chart ngày nó cũng đang ủng hộ cho cái xu hướng như thế này, thì chúng ta có thể là tham khảo, đúng không ạ? Cũng sẽ theo dõi thêm thông tin để mà update cho mọi người. Nói chung là trong thời gian tới thì mọi người mình nghĩ rằng là mọi người mà đã bắt được những cái entry mà mình chia sẻ cho anh em từ tháng 9, tháng 10 ấy, mà đã x2, x3 rồi, thì những cái con đấy mọi người nên chốt là hợp lý, thì chúng ta sẽ có thể là có vừa an toàn mà chúng ta có thể là có vốn để chúng ta vào những cái con nó chưa bay, thì nó sẽ hợp lý hơn là chúng ta cứ tiếp tục chúng ta hold. Bởi vì x2, x3 cho một cái altcoin trong cái thời điểm này nó cũng là rất là ổn rồi. Và trong thời gian tới thì mình sẽ update thêm cho mọi người những cái điểm entry tốt của những altcoin ở trên cái nhóm Telegram, thì mọi người hãy nhớ follow để mà mình sẽ update ở trên đó để mọi người có thể theo kịp. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video ngày hôm nay, và xin hẹn lại mọi người những cái video sau. Xin chào.